Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay anh em mình lại tổ chức đi săn đêm. Đây là những cái thú vui khó bỏ. Đây là anh em đi đặt bẫy chuột. Rất béo bởi vì nó ăn tích mỡ để trong cái rét vào mùa đông. Quê mà cứ như ở rừng quý vị các bạn ạ. Lại mất khâm rồi. Ôi trời ơi, con này phải một cân thịt. Quá tuyệt vời luôn. Trời, quý vị các bạn thấy con chuột nó như thế này kìa mà. Thật to. Nhìn cái lông nó sực đây. Tiếng kêu này là thất thanh của chuột đất nhá. Tôi làm với không khác thì một con rúi. Làm với 6 con này thôi, mọi người. Đủ ăn. Tắc bẻ răng nó không bằng kim cơ. Wow. Thắng cả một sắt luôn kìa. Kìm cũng không có cách thức chuyên nghiệp mà là nó cắn cũng khá năng thôi. Cho sau đấy đua sợ nó cắn tung tả. Dưới đâu rồi? Đang đâu vậy? Đang đâu? Con này khoảng 1 cân thôi. Đến đây. Và cuộc hành trình vẫn đang tiếp tục. Ừ, con cứ khẩu chịu không. Có thích chuột đâu, Sơn? Ui, không phải, không phải. Chuột đất con, chuột đất. Choai. Thằng này choai. Choai. Wow, 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 con này to đấy. Thật ba lăng đấy. Thật ba lăng. Kéo, kéo, kéo đâu. Được. Cẩn thận nó. Cắn chuyên ủng đấy. Cắn chuyên ủng đấy. Cắn cả ủng của mình cơ. Một tay kinh nghiệm. Thôi. Kéo này. Cắn cái hàm răng của ông thì cắn được khá đau đấy. Wow. Này này, cắn xuyên qua ngón tay luôn. Không thể. Anh em lại tiếp tục cuộc hành trình. Các bạn là anh em sau khi săn về đã tiến hành bật lông và phui. Anh em đang ở giữa cánh đồng này. Không có niềm vui nào bằng cái niềm vui này. Đuôi to như là đuôi con rúi. Các bạn thấy cái đuôi của nó đây. Ôi trời ơi, mùi rồi.
đèn nấu sao bảo đèn đi rồi. Thế mà. Ê, vị các bạn thấy nó vàng ươm. Nếu mà chưa được vào nữa thì lại tiếp tục quả tiếp. Đấy, bao nhiêu nó phải vào như bên này đạt yêu cầu. Đấy. Cho tính lượng nữa. Con này vừa đẻ ra hôm qua này. Úi dồi, nằm cái gì. Mùa đông mà có món thịt chuột. Thì nó làm món gì xin đi? Luộc. Nhiều quá. Thì anh em làm món thịt chuột luộc. Nên nướng chuột luộc. Nướng cái luộc. Ba con cầu kỳ. Đây quý vị các bạn, ta sau khi mổ sạch đầu bếp đã tiến hành luộc đây. Món chuột luộc với xả đang ươm các bạn, rất hấp dẫn. Cái này chín nữa. Một con được gần một đĩa luôn. Này phải 6-7 nạ. Con này to nhất đi. Đấy, mình cứ tưởng ít cơ, hóa ra nó một đĩa tây đầy với ba con chuột đất thôi. Nghiền sạch cháy. Đây, các bạn thấy món chuột đất to nhỉ. Con này chắc khó ăn đấy. Mổ như là cũng hẳn 4 lạng rưỡi. Nằm nằm, nằm nằm cũng hết. Hơi nóng ấy, sơ đặc. Để thêm tí nữa rồi nhé. Và ăn cái món này phải uống với cái rượu thật nặng, ngâm với cả mít. Thớt chặt. Để cắt không rồi. Thớt tí là phải rửa mít cứng. Có hàng chiên dựng rồi. Cho hàng xóm nghe. Cái cút to. Không dơm mà cứ sắm dơm không à. Ba ngày. Giảm dày. Nói là chuột thì dơm nó cũng đẳng cấp. Đẳng cấp, đẳng cấp. Đúng là món ăn dân dã. Thưởng thức. Ôi xưa. Dơm thui thưởng thức. Cái này nó quay TikTok và chỉ được 15 giây đúng không? Quay 10 phút được. 10 phút được. Không. Sao sao? Nick của ông thì chưa được 10 phút. TikTok của anh đưa cái nick của anh 10 phút rồi. Đấy. Thì xem anh em có cả đào chanh ăn cho thơm. Và đây là thêm cái món bò xiết rang. Trời ơi kìa. À rồi à, không nước chè là này. Chỉ tí về thôi. Anh sơ gạt rồi. Ngọt. Được chấm gồm có cục phát trong một chanh. Chanh với chanh. Chiếu. Cắt một ít lá chanh nữa vào đây em ạ. Chiếu ớt. Ớt ớt. Bắt tội chủ nhà. Ê, như là lấy giấy ăn luôn anh ạ. Không phải giấy ăn đâu, giấy ăn cái này nó dính hết vào tay. Có dính hết giấy vào tay. Dịp. Lau mà chỉ có trơn thôi, chứ không bao giờ dính. Mỗi anh em hai tờ. Không phải tranh nhau. Ăn hết thì về. Chào anh em nhá. Xin giới thiệu với anh em, đây là món chuột đồng hấp xả. Thơm ngon. Chuột này là chuột đầu mùa, rất là béo. Đây, xin mời quý vị và các bạn nhá. Mời quý vị và các bạn thưởng thức cùng anh em chúng tôi nhá. Nhém đi, nhém anh. Nhém cái nào nào. Thôi em xin phép anh em nhá. Em làm thế này nhá. Chọn từ đúng cái đùi con thế. Thật ra là đây là chuột thì anh em chỉ cần chấm với cả muối, bột canh và ớt, kèm theo ít nạc chanh. Thôi em xin phép anh em nhá. Chảy hết cả nước miếng rồi. Úi giời ơi. Ngọc vào bát tủ đến nút được chương. Béo lắm anh ạ. Ngon. Thôi em không nên đâu, ngại lắm. Thôi mời anh em. Nói nha. Chúc mừng món thịt chuột
thịt chuột. Đây là tổ nhậu của anh em mình. Tem nhậu. Ai thò vào tay trước nào? Đây. Xin mời quý vị dùng bữa nhé. Và hẹn quý vị và các bạn ở các video lần sau.